À, cô chú ơi, chị bữa nay chị hết bệnh rồi nè cô chú. Hôm nay mọi trời rất là đẹp. Hái gì đi. Katie, push the button. Rồi, đạp đi, đạp ga đi con, đạp ga. Đúng rồi. Đã quá cô chú ơi, trời đẹp quá. Nắng nắng chói chang luôn nè. Hái gì đi, let's go. Nhấn ga đi con, đúng rồi, coi ba chay à, ba chay đứng bay đây cho ai chay đâu, chay tự nhấn ga đó, nhấn là chạy xuống bãi cỏ luôn nè. À, nhấn chạy xuống bãi cỏ luôn. Nhấn đi, nhấn ga đi. Nhấn đi. Nhấn đè mạnh xuống, ừ đúng rồi. Chạy lên cỏ rồi vậy đó hả? Hai. Trời ơi con, nó chạy kìa. Con phải nhấn vô, con phải nhấn lâu vô chứ con chân nhấn vậy là nó chạy bị giật. Quẹo cua ngang, quẹo cua ngang. Yeah. Rồi vô con nha. Đi vô nha. Đi vô nha. Trời ơi, xe dừng lại nó tự động nó đạp có được không? Có được đời không? Quá dữ luôn. Chưa biết bẻ lái thôi. Trời lắc kỳ kìa, con lắc kỳ kìa, chay chay. Baby bắt cấp baby. Bắt cấp cho nó coi lắc kỳ. Đó, kiếm lắc kỳ đó, lắc kỳ đâu? Lắc kỳ kìa chay. Trời ơi, nó kỳ trốn trong bụi nó làm gì chay. Trời ơi, camera thấy nó, thấy cha nó kỳ không đó, đang thui kìa chay. Kỳ kìa. Kỳ đâu con? Kỳ đâu, ba cho ăn rồi mà ông ba không chui miệng con hả? Rồi đi đi đi, con bấm đi đi, bấm đi đi. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười, muốn ăn gì con ăn vô, con nho nha. À mẹ chưa, mũi đâu, tóc đâu, bụng đâu, chân đâu, chân đâu, đúng rồi. Bây giờ con thương mẹ con để đâu? Mờ mũi hả? À mẹ đi rồi nói tiếp. Trái nữa. Trời, trái nữa, hỏi tiếp nè. Tóc đâu? Nè nè, ăn đàng hoàng chứ không có nhả nè. Chơi vô 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 hộp ngồi đi con, này vô hộp nè. Đây mày dịnh cho, đây mày dịnh cho. Trời ơi coi coi nó dịnh cái đó để nó vô cái hộp này con chú. Nè mày dịnh con nè, để lại đây mày dịnh con nè. Nắm tay mẹ rồi vô đi con. Giỏi quá. Nó chồm cái xe đó để dịnh nó vô hộp rồi. Vậy mày đóng thùng gửi về Việt Nam nha. Cô chú nào cho ghi cho địa chỉ đi rồi, rồi mẹ mẹ gửi chi về cho cô chú nuôi nè. Đóng thùng về Việt Nam hay đâu, hay về Canada. Hả, chay muốn đi nước nào? Đó, nó tự đóng thùng rồi đó. Đó, rồi đóng đi. Đúng rồi. Rồi. Đóng vô. Chay này khỏe cô chú ơi. Chay ngủ 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 ngủ. Mệt mệt cái ngủ 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 ngủ, bây giờ chay khỏe rồi. Giờ chỉ còn hơi xuống muỗng chút xíu nữa thôi, xong. Khỏe rồi. Nhờ vậy chơi rồi. Ôi trời ơi trời, không mấy là em á hả, em nằm trên giường không bộ chú. Ngay ngày hôm qua là em nằm giường suốt luôn, em nằm trên giường là em coi phim mà cái em nằm giật dưỡng tội ghê em luôn á cô chú ơi. Phải chi mà mẹ san sẻ được cái bệnh để mẹ bệnh cho em đó ta. Hả chay? Để mẹ bệnh giùm cho chay hả chay hả? Có thuốc gì không ta, có thuốc gì để mình làm được vậy không ta? Cầm tay mẹ để té, nắm tay mẹ để té nè. Nó đúng rồi, thấy chưa, con phải đúng rồi, lúc nào cũng phải nhờ sự giúp đỡ của mẹ đó. Lúc nào mẹ cũng bên cạnh con đó. Nắm tay mẹ, hôn tay mẹ miếng đi. Ủa tưởng hôn chứ, nắm tay để đi ra mà tưởng hôn. Yeah. Trời ơi coi kìa. Đó, đó. Whoa, be careful.
Cô chú kìa. Con nói cô chú ơi, bữa nay con khỏe rồi. Cho mẹ ăn nho hả? Hả? Trời. Rồi cho mẹ ăn trái nữa coi. Cho mẹ ăn trái nho nữa coi. Giờ cho cô chú trái nho nè. Con ăn cái nho kiểu gì mà kỳ lạ. Rồi đưa mẹ ăn hả? Ôi trời đất ơi. Có được không? Cho cô chú ăn nho đi. Cho cô chú ăn nho đi. Ôi trời 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 trời. Rồi trời đất ơi. Cô chú bây giờ có cái thùng này nè, chị. Chị đổ vô cái thùng này là khỏe nè. Mày đỡ dọn tùm lum nè. Cô chú hôm qua vắng chai ăn chay một bữa ha cô chú ha. Cô chú có ai nhớ chay không? Cô chú có nhớ chay chay không ta? Trời ơi. Đúng là nít nó bệnh 3 ngày là bắt đầu khỏi liền à. Mà bệnh là nó xuống liền nha cô chú nè. Bệnh là nó không có, nó bị đau cổ kìa, nó không uống sữa rồi. Bệnh là người nó xuống ký luôn á. Bởi vì lẹ lắm. Lo nuôi cho nó đã, cái nó bệnh cái lặn xuống. Mà nó nhanh, nó cũng nhanh lên mà nó cũng nhanh xuống. Mà công nhận cái mà cái công thức mà gọi là mang cái gì đó, mang hành vô giới, cái công thức đó là tuyệt vời. Không cần uống thuốc gì nhiều mà tuyệt vời. Mang hành vô đôi giới cỡ lúc 7 giờ mấy tối tới 12 giờ là chay tỉnh queo liền. Để cà tưng liền. Hay dễ sợ. Nhớ cô chú nào có mấy bạn nhỏ hoặc là người lớn mình cũng được. Mình thấy bên trong mình sốt một cái là nóng trong người, sốt một cái là lấy hành sắc lát mỏng sắc cho nó có nước nha. Xong rồi đổ hành vô đôi giới, cái là mang đôi giới vô trong chân mình để cho hành nó thấm vô lòng bàn chân là cả vài tiếng đồng hồ sau thôi. Nằm nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ sau là thấy khỏe được liền, lại liền. Đi được luôn. Không tin mọi người nào mà không tin Ngọc cứ làm thử đi. Ngọc làm Ngọc thấy được hiệu quả, bây giờ Ngọc sợ luôn mà, Ngọc hết hồn với nó luôn mà. Sweet dream, oh beautiful nightmare. Cô chào cô chú. Sao nữa? Cho cô chú đi. Con nói cô chú chơi với con nha. Nó hôm nay cái mặt nhỏ xíu mà mắt bự quá nè, thấy không? Cái đầu tấp dợt rồi nè. Để mẹ dưỡng sức lại cho chay nha. À đi con. Này cái tên này cầm tay nhỏ xíu rồi nè. Bụng nhỏ xíu luôn rồi nè. Ngộ, còn nhỏ thì thích mập. Còn lớn lên mập thì thích ốm. Thấy chay hả? Nè bữa nay cho cô chú coi tóc chay nè. Nè. Lâu quá. Bữa giờ cột tóc không cô chú không có thấy tóc chay. À. Nhìn giống như ca sĩ nào ta? Lý ai gì đó. Ngày xưa cái mái tóc này là thời của mấy ca sĩ nam mà để tóc về là giống như Ưng Quần Phúc rồi vậy đó. Nè. Nè con. Nhét đâu có vô đâu nhét. Nè mày nhét cho mày con nè. Hả mày ra, mày nhét vô. Giỏi quá.
Tóc em nuôi già đó, bây giờ tóc tao tóc mà bây giờ mọc lên nè. Bây giờ mọc lên thì chỉ có quéo thôi chứ không. Trời ơi, giờ ngắn mà đã vậy mốt lớn lên. Mốt lớn lên rồi. Lúc nào cũng quéo kiểu này hả ta? Mốt bị vẫn đi giữ tóc nha. Mốt đi giữ tóc. Mốt đi giữ tóc. Ôi da, mốt đi giữ tóc không? Như chay mà nghĩ cái mặt đó mà tóc duỗi cho mắc cười lắm. Này mèo nhét vô. Hả miệng ra. Giỏi quá. Rồi cô chú nhét vô cô chú rồi đó, nó nhét cô chú đó. Nè, à mẹ đi. À. Giỏi. À, cô chú thấy này em khỏe chưa? Em khỏe ve đó. Ôi trời 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 thôi. Đừng có giục đi đồ đi ra ngoài mất công. Ai đút qua con nè. Đó, tự đi ra đi. Dịn tay mẹ nè, dịn tay. Đó. Mẹ chưa kịp đưa tay là con đã bước ra rồi. Vô mốt từ từ, phải chờ mẹ. Mẹ đưa tay rồi mới đi ra. Thôi, bánh này đừng ăn nữa, đừng ăn nữa. Thấy bánh là chạy rồi à. À, cô chú ơi, hôm nay là cháu phải học bài rồi nghe cô chú. Cô chú có em vẽ nè. Vịn tay con, một tay vịn, một tay vẽ. Con một tay con vịn xuống, một tay con vịn đây nè. Đó, vịn xuống rồi, một tay vẽ. Vẽ vô mặt chú này hả? Vẽ vô mặt chú đi. Thôi, đừng vẽ tầm bậy. Nó cái có cây này chắc nó vẽ cùng nhà quá. Nè, lật ra, lật cái cuốn sách ra. Lật cuốn sách ra. Đó, rồi vẽ đi, vẽ đi. Wow. Giờ con muốn cầm tay nào, con nói mẹ nghe coi, con muốn cầm tay nào con vẽ. Mẹ cho con chọn á, con thích cầm tay nào. Vẽ cái quần của chú đi, vẽ quần của chú màu đi. Cầm đăng quang, cầm đăng quang. Rồi vậy đi. Dữ chưa. Giờ là hứng thú cho cái việc vẽ dời này nè cô chú. Ôi trời ơi, vẽ quanh đây, vẽ quanh đây. Cái này thì vẽ xong rồi, vẽ đây đi, vẽ đây đi. Vẽ đây đi. Vẽ đi. Đúng rồi. Mong mốt con vẽ tặng cho cô chú bức tranh nha chay nha. Bức tranh đầu đời của con nha. Hả? Trên đầu đời của con là cái con thích cái gì vậy, cái con vẽ cho con tại tặng cho cô chú. Đúng rồi. Thôi đừng có vẽ chứ, cái này gì dơ hư á. Vẽ đây đây. Đó. Đó, cô chú coi mong mốt mà chay lớn lên rồi chay đi học về cái chay học bài đồ này kia các nọ nhìn chắc mắc cười lắm. À cô chú, cái răng ở trong của nó trời ơi, bữa nói cô chú nó lú lú hơn, bữa nay nó mọc lên cái răng bự vậy nè. Trời đất ơi, hàm trên hàm dưới đọc hai cái răng bự vậy nè. Bự cho bá luôn. Phải. Bởi vậy, không lẽ không hay là có gì do vậy mà bệnh nữa. Mọc hai cái răng bự cho bá lửa luôn ông ơi. Hồi bữa giờ cái răng nhỏ xíu nhìn quen rồi, tự nhiên giờ bự mọc ra hai răng bự thấy mắc cười. Mà khó, còn bây giờ con hả miệng ra cho cô chú coi coi. Khó lắm, khó bắt nó hả miệng ra lắm. Không có được vẽ đó, no. Right here. Yeah, một tay vịn, đúng rồi, một tay vịn. Một tay vịn xuống như này nè con. Đó, tay vịn, rồi tay vẽ. Wow, đẹp quá. Con vẽ bảy sắc cầu vồng đi. Con, nè, chơi. Thank you.
sao dễ sao 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 khủng khiếp. À, có một bạn hỏi Ngọc là cái ghế này Nhân Chay có phải rau chùi hàng ngày không? Dạ thưa có. Trời ơi, sao mỗi bữa ăn là trời ơi phải giặt cái ghế. Mùa hè thì khỏe, mùa hè lột cái này nè, lột ra đem ra thằng trước, xịt cái giò nước xịt búm 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 là tới chiều cái đó khô. Mùa này thì hơi cực một chút, mùa này thì không có xịt vậy được. Mùa này cái bàn này nè thì sẽ rửa bằng cái nước, còn cái này thì rửa bằng cái giấy, nhúng nước rửa bằng cái giấy, cực lắm. Nói chung là cái ghế này là cái cực nhất, nhưng mà nói chung mà bữa mua cái ghế này thật sự là Ngọc cũng không thích, biết sao nó bị không biết làm sao, nó Ngọc thấy cái ghế thiết kế sao nó con Chay nó ngồi lên thấy nó lùn quá đi sao, chèo tải nó lùn quá. Cái gì hả, mới làm gì vậy? Sao dễ tay hả? Rồi dễ tay cho mẹ đi, dễ cho mẹ hình con rồng bay phượng múa đi. Wow, beautiful chị đi, dễ đẹp quá ta. Nào vậy con vẽ bà ngoại đi, con vẽ bà ngoại. Vẽ bà ngoại cái mặt nè, mặt bự bự nè, cái miệng nhỏ nhỏ nè. Vẽ bà cố coi, vẽ bà cố đeo kiến rồi chay. Bà cố nãy mẹ mới nói chuyện bà cố chay. Má nói hả, bà cố má nói sao, má nói hả, đi cái là té. Đi té. Cô chú em thấy em bữa nay là giỏi ghê, cho chỉ ngồi học bài thôi. Với chân nè. Ừ, chú đó con, chú đó. Chú làm người mẫu thời trang đó. Cái này đúng là một tay vịn một tay vẽ. Đừng có cầm cái cây bút chì này mà đi vẽ cùng nhà nghe chay. Con là mày thấy con có nguy cơ lắm đó. Rồi cầm cái bút chì đi vẽ cùng nhà, mốt nguyên nhà giờ hay luôn rồi xong. Tạm biệt loài chim én luôn. Tạm biệt mùa đông. Tạm biệt ánh lửa hồng. Đây nè, nói chuyện cô chú đi nè. Đây nè. Oops. Thôi bây giờ chị ngồi chị vẽ đi nha. Bây giờ mày sẽ làm video clip đăng lên cho cô chú coi đỡ. Hoạt động, những hoạt động của em ngày hôm nay sau khi một ngày đớn. Sau khi một ngày nói chung là bệnh chỉ khỏi có khoảng 80% thôi, em cũng còn 20%, nhưng mà vậy là mẹ cũng vui lắm rồi. Bây giờ mẹ sẽ cho em ăn nha. Em mâm nha. Mẹ thương em nha. Rồi bye bye cô chú.